Em chào tất cả mọi người nha. Ở tự nhiên hôm nay được làm nhân vật để trải nghiệm chia sẻ với mọi người. Đúng là thực ra là em đến với DJ thì rất là một cái gọi là một cái duyên rất là nhanh. Và đã có lần em đã lên chia sẻ một chút về cái sản phẩm Verly đó, thì em thấy là cái bản thân mình cái lúc mà em, tức là cách đây khoảng 1 tháng, hơn 1 tháng, thì bản thân em là người thiếu năng lượng và không cần đi khám nhưng em vẫn biết rằng là mình máu lưu thông không tốt. Và 2 tuần, tức là mình sử dụng tất cả các loại thuốc á, mà từ hoạt huyết rồi là đến cả ngay cả cả cái viên mà chống đột quỵ, tức là cái viên chống đột quỵ của Hàn này này, em đã dùng 2 năm đó. Tức là em một một người là cũng em kinh doanh online thì cũng đã được mấy năm rồi, nhưng mà là khi mà cơ thể của mình nó không không được giống giống như là cái tuổi trẻ thì em đã phải sử dụng đến cái này. Và 2 năm là em phải dùng đến 2 hộp đó. Nhưng mà cái đợt vừa rồi em dùng cái này thì nó không có tác dụng. Thì một lần lướt lướt trên trang Facebook, tức là chị Nguyệt với em thì đã biết nhau cũng cũng khá lâu. Nhưng mà cái tương tác Facebook thì là mới kết bạn được khoảng tầm, trước khi em sử dụng Jelly thì khoảng tầm 1 tuần. Thì khi mà em lướt cái lúc mà em, tức là mình trong cái tình trạng này chỉ có nằm ở phòng ngủ, đi ra đến 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 cái chỗ nấu ăn, quay vào phòng ngủ, tức là mình nó mệt đến cái mức đấy luôn á. Thì em lướt Facebook em thấy chị Nguyệt là lắc lắc một cái gói gì uống mà sau đó bảo là nó lưu thông máu. Lúc đấy mọi người có biết không, em giống như là một người gần chết đuối ở dưới sông á, mà em vớ được cái phao. Em tức là lúc đấy em comment vào tin nhắn cho chị Nguyệt luôn. Thường thường là người ta là mình là đi bán hàng đúng không, thì mình phải là người chia sẻ với khách hàng rồi mình tìm khách hàng, nhưng đây là khách hàng tìm đến đến với người bán. Và hôm đấy thì chị Nguyệt lại có việc ở gia đình. Em nói hơi hơi lâu một chút nhá, tại vì đấy là cái đường đến với cái Vili, cái cơ duyên của em thì là khoảng tầm, chắc là khoảng tầm phải 2 tiếng sau. Lúc đấy là khi mà em comment cho chị Nguyệt thì không thấy chị trả lời, thì em vào Google em search cái Vili thì em tìm hiểu về ba cái sản phẩm này. Thì em tìm hiểu xong cũng nóng lòng lắm, sau đó mới thấy khoảng tầm 4 giờ chiều thì thấy chị Nguyệt comment lại. Em bảo là chị ơi, chị đưa đến cho em ngay một hộp. Mà em bây giờ là đúng là, tức là mình giống như là không có cái phương thuốc nào chữa cho mình được á. Thì lúc đấy chị Nguyệt khoảng tuần chập tối chị Nguyệt đến, thì chị Nguyệt bảo là thôi bây giờ chị Nguyệt chỉ cho em 7 7 gói thôi, nhưng mà em là quyết định lấy cả gói đó các chị. Em không, lúc đấy em không cần biết đến giá của sản phẩm nó bao nhiêu nữa. Mà em quyết định lấy một gói oxy dùng trước. Thì chị Nguyệt bảo thôi em dùng 7 ngày cái đã, tức là đưa cho em 7 gói, bảo là biết đâu em dùng 1 ngày 2 ngày nó không hợp, em bảo là em lại gọi chị đến trả. Em bảo bây giờ thì em trả tiền luôn. Tức là lúc đấy cái trong người mình nó không còn cái suy nghĩ gì là tiền hay là gì nữa, giống như là mình cần một cả cần cái sức khỏe nó cực kỳ luôn á. Bây giờ em không biết em phải diễn tả như thế nào, nhưng mà đúng là lúc đó giống như là em luôn nói với mọi người rằng em giống như là người sắp chết đuối ở giữa sông mà em vớ được cái phao. Thì thực ra em là người bán hàng online, bán về thực phẩm cũng có, những cái mà em làm rồi em bán thì rất là ok từ trước đến giờ đối với mọi người. Minh Thơ là một người rất là uy tín. Và em làm bất kỳ một cái gì em đăng lên thì mọi người rất là ủng hộ. Và khi, tức là khi em bị đúng hai hai tuần em nằm một chỗ, em là giáo viên, là một người
Ở đây nếu mà chị nào làm giáo viên thì các chị biết là giáo viên làm tổng phụ trách đội, và năm nay là năm thứ 15 em làm giáo viên tổng phụ trách đội. Là một người luôn truyền cảm hứng cho học sinh, là một cô tổng cũng rất là ghê gớm nhưng mà cũng là một người rất là gần gũi với học sinh và phụ huynh. Thì đúng là 16 năm em là giáo viên thì chưa bao giờ, các chị nhá, chưa bao giờ em phải nằm ở nhà một ngày. Nhưng cái thời điểm đó em phải xin nghỉ đúng ở nhà 3 ngày, tức là mình nằm đúng 3 ngày không đến trường được. Còn trước đó là 2 tuần đó, 2 tuần. Thì mọi người ở trên trường mới bảo là bây giờ là voi bổ rồi. À, thì tất cả mọi người thấy rằng là trong cái quá trình em nằm, em ốm, em nằm, mà tại sao lại cái lúc đi làm em lại trở thành một con người rất là năng lượng như thế. À, thì lúc đấy em mới chia sẻ với mọi người. Thì rất là may sau sau 3 ngày em sử dụng thì em có 5 người sử dụng cùng với em. Chỉ sau 3 ngày thôi cả nhà nhé. Sau 3 ngày thì em bảo là em bây giờ em không biết là em mới dùng có 3 ngày thì em thấy như thế. Sức khỏe của em nó ok như thế, em dạy được, em làm được, và em trở thành một con người như thế này. Thì bây giờ em không biết là sản phẩm đó nó tốt hay là không. Thì nếu các chị muốn trải nghiệm thì em sẽ chia sẻ với các chị. Lúc đấy là cái thời điểm lúc lúc đấy là ngày 29 tháng 8 các chị nhá. Chị Nguyệt đến nhà em, chị Nguyệt chỉ cần mới chị Nguyệt chỉ bảo là em ơi, cái này hay lắm, em quyết định làm luôn, tức là em quyết định làm đại lý luôn, không cần suy nghĩ, không cần biết là vào BCA mình sẽ được bao nhiêu hoa hồng, mình sẽ được những cái quyền lợi gì. Tức là mọi người thấy rằng là em bảo với chị Nguyệt có lẽ em là cái đại lý đầu tiên mà mình không cần biết đến cái phần trăm hoa hồng hay là gì. Nhưng mà như lúc nãy chủ hot còn nói là em trước trước khi em vào BCA là em là một em cũng cũng đầu cơ cho Laco. Và trước khi em làm BCA thì Laco một ngày sản phẩm nhé, ngày đầu tiên em vào Laco em chốt gần 10 triệu tiền sản phẩm, tức là tiền mỹ phẩm á các chị. Và khi em làm khi khi em sang BCA thì tất cả những cái sản phẩm của Laco là em hầu như em không đăng, nhưng mà mọi người cứ comment, mọi người mua. Và khi em bảo với chị Nguyệt là nếu giá như mà chị em mình biết đến BCA trước đây 1 năm thì chắc chắn bây giờ nó sẽ khác, sẽ trao được giá trị cho mọi người nhiều hơn. Và thực tế là em đến ngày 20 tháng 9 là sau 10 ngày, sau 10 ngày là cái đơn đầu tiên của em nó hoàn thành á, thì em chốt xong đại lý 1 sao. Và em bảo với chị Nguyệt thôi, em để dành năng lượng để tháng sau, sợ sợ mọi người là sang tháng sau mình lại không làm được cái gì á. Thế chị Nguyệt bảo là bây giờ nếu mà để tháng sau thì hơi phí. Và em cũng đắn đo là bởi vì nếu bây giờ mà mình lên 2 sao luôn á thì mình cũng có cơ sở để lên, nhưng mà nó có hơi nặng quá không. Và chỉ trong 1 ngày suy nghĩ là em chốt em lên đại lý 2 sao luôn. Và nói thật với mọi người nha, khi em chốt đại lý 2 sao á, lên lên 2 sao em vẫn còn dư. Và em bảo với chị Nguyệt là bây giờ đã như mà mình có vốn giống như người ta thì mình lên hẳn 5 à 3 sao luôn. Bởi vì là lúc lúc đấy là nói thật với mọi người là em chưa tìm ra được người nào mua robot nhá. Bên em á, bên bên những người bên em á, xung quanh em khoảng tầm 5 người rất có nhu cầu sử dụng robot nhưng mà người ta không dám chốt. Thế em cũng chốt một con robot, em bảo thôi coi như là tử thưởng cho mình tháng này là mình chốt một con robot để mình dùng. Nhưng mà chiều hôm qua em mới lấy một con robot, tức là đơn về á, thì tối hôm qua em chốt một con robot luôn, tức là sẽ có một khách lấy robot. Và sáng hôm nay em lại chốt thêm một con robot nữa. Thì đang bảo với chị Nguyệt là bây giờ mình chỉ cần 4 con robot và một bộ vili nữa là mình lên 3 sao. Còn 2 ngày nữa mình có chiến không. Nhưng mà thực sự nói với các chị là em cảm thấy cái cơ duyên của em đến với vili. Vili là một bước đệm để em lên. Và em thấy rằng là cái khi mà mình sử dụng rồi, mình trải nghiệm rồi và mình chia sẻ với mọi người
mình chia sẻ từ cái tâm á, thì mọi người sẽ rất là tiếp nhận. Và có những khách hàng nha, hiện tại ấy, nói thật với các chị, hội đồng trường nhà em là có 27 người, nhưng mà em cho uống thử rồi đó, em cho uống 3 người uống thử nhưng mà rất là ngần ngại. Bởi vì sao? Sợ đắt. Và tức là em khai thác nỗi đau của người ta rồi và em chấp nhận. Tức là lúc mình giống như mình kinh doanh, mình chấp nhận mất một gói VOC để mình thử bệnh cho người ta, người ta đắn đo. Nhưng mà cái tâm lý của mọi người ấy, mọi người tâm lý là sợ thực phẩm chức năng. Nhưng mà em thì em lại đi đi với mọi người là giống như kiểu là mình đồng hành, nhưng mình không vồ vập. Em không vồ vập nha, bất kỳ một người nào. Giống như kiểu mà người ta bảo là cái con này nó bán hàng giống như bất cần đời á. Không phải là bất cần đời, nhưng mà mình muốn trao giá trị cho người nào muốn thực sự á. Như hôm trước em nghe chị Hương Yên Thành ấy, chị bảo nhìn ở đâu cũng là khách hàng, nhìn ở đâu cũng là khách hàng, đúng không? Em cũng nhìn được những người đó là những khách hàng tiềm năng, nhưng cứ bây giờ người ta là cứ dùng 2 viên giảm đau là người ta hết đau, đúng không? Nhưng người ta dùng 1 gói Vili của mình, bởi vì quá trình của người ta là người ta đau rất là lâu rồi. Em cứ để, tức là đến lúc là cái người người ta là khao khát đến đến mình á, giống như cái kiểu là người ta cần lắm á, thì mình cho sử dụng. Nhưng người ta bây giờ cái tâm lý của mọi người là bây giờ giống như là em Thơ bán hàng là em Thơ lợi nhuận cao lắm, rất là cao. Em bảo cao, em khoe cả cái tức là cái mức chiết khấu của mình, mà khi mình được 1 sao á, mọi người bảo không làm được đâu, ở đây không làm được. Thì em bảo là em làm được thì mọi người cũng sẽ làm được. Và chỉ có khi mình trao cái giá trị thực sự đến với mọi người thì mọi người sẽ bên cạnh mình. Và sau 10 ngày em sử dụng Billy, các chị nhá, 10 ngày em sử dụng Billy thì em có đến mười mấy, 12 khách hàng sử dụng cùng em. Và lúc đấy thì em và chị Nguyệt á thì phải chia nhau từng gói Billy một cho khách. Và cái người trải nghiệm cùng em đó là con em, 2 đứa con của em. Cái đứa đầu là năm nay 12 tuổi các chị, 12 tuổi. Ngày hồi em sinh nó được 1 tháng là nó bị đi viện, và đến nó rất là lớn, bây giờ nó to bằng em rồi, nó lớn bằng em, 52 cân, cao 1m6, gần 1m6, nhưng mới học lớp 6 thôi. Nó rất là to, nó bị đái dầm. Các chị có biết là khi em tìm được cho em rồi á, mà khi em xem được cái video mà cái cô gì em quên mất, cô ấy chia sẻ về về có một đứa bé cũng 12 tuổi. Em bảo sao nó trùng hợp giống như mình mà nó bị đái dầm. Thế là em đặt hôm đấy là em đặt 3 bộ combo. Khi em đặt combo các chị nhá, em chưa tìm được khách hàng nhưng mà em vẫn đặt. Cái thứ nhất là em về em sử dụng, mình phải thử rồi mình mới nói được với khách hàng, đúng không? Và chấp nhận 11.064.000. Có thể là đây là cái số tiền mà ba mẹ con nhà em sẽ phải dùng. Thì em đặt một bộ à, em đặt 3 bộ combo. Thì về trước đó nha, trước khi combo về nha, em cho ông nội của hai hai đứa nhỏ nhà em uống uống một gói Vili nhá. Em bắt bệnh ông, tức là những cái bệnh của ông từ trước đến giờ thì em cũng biết, và nó đúng là nó ra đúng như là trước giờ ông đi khám nào. Ông uống một gói, ông chốt ngay 1 bộ combo luôn. Ông bảo là uống cái này đúng là cái người mình nó tràn đầy năng lượng. Ông nhà em là các chị có biết không, viêm đa khớp cứ trở trời một chút đó, hay là không kể trời nắng trời mưa đâu, nó cứ sưng 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 2 cái đầu gối chân này, không đi được, cứ phải ông phải uống giảm đau. Và nhất là cái viên Prep ấy, Prep à, Prep giảm đau thì mới được. Thế là từ cái hôm uống đến giờ là các chị biết không, cách đây mấy hôm là bà ngoại nhà chồng nhà em mất á, ông là người trực tiếp phải đứng chống gậy. Đã ấy, nói chung là không ra được khỏi đám ma một chút nào, nhưng mà ông không đau, không bị sưng.
chỉ sau 3 ngày cái mắt cá chân á ở dưới á, nó có sưng một chút, nhưng ông không sử dụng thuốc nữa, ông vẫn dùng cái Vilin và một ngày nó xuống. Thì em thấy rằng là cái bản thân em và gia đình em trải nghiệm, mẹ em cũng dùng một bộ Vilin này, chị gái nhà em là dùng 3 bộ. Không phải là em bán được Vili là do bán cho người nhà đâu nha. Người nhà nhà em là dùng, tức là mình cũng cho người nhà mình dùng, bởi vì sản phẩm tốt mà, mình phải chia sẻ. Nhưng mà người ngoài người ta đến, người ta dùng được trước. Người ta dùng được trước người nhà nhà mình, bởi vì là mình phải chia cho họ trước. Thì hiện tại là em cũng cảm thấy là mình rất là may mắn, vì em gặp được cái sản phẩm Vili rất là tốt. Hiện tại em ngày hôm nay đúng là 30 ngày em tham gia với chương trình 5 năm AM, và em chưa bỏ một buổi nào hết. Em thấy là cái giá trị mình nhận lại nó rất là lớn. Và nói thật với các chị là em nghĩ nếu như mà mình có cái lý tưởng, mình có cái đường đi, mình có một cái bước đệm rất là ok rồi, thì chắc chắn mọi người sẽ làm tốt, và làm có thể nói là làm tốt hơn em. Lúc tối em với chị Nguyệt đang bảo là thôi bây giờ nếu giá như mà ngày hôm nay em chốt được khoảng 2 cái robot nữa, chia sẻ được 2 con robot nữa, thì em sẽ lên 3 sao luôn. Đang bảo với chị Nguyệt nếu như mà mình lên 3 sao mà có nhanh quá hay không, mình tức là cái tiêu chí của em các chị nhá, có chị Nguyệt đang ngồi ở trong room đây, tiêu chí của em là chỉ làm như thế nào kiếm được khoảng tầm một tháng khoảng tầm 5 triệu để làm sao ạ, làm uống được cái thuốc này miễn phí thôi, chứ không 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 nghĩ, em không bao giờ em nghĩ là em sẽ làm được như thế này đó. Và hiện tại em nói về con của em, hiện tại con em là thằng lớn á, 12 tuổi, nó uống được một gần một nửa combo, tức là combo thì về nó về sau thì bình thường các chị nhá, một đêm nó đái 2 lần, tại vì nó vo. Mà em bây giờ cái tình trạng, tức là cái lúc em nuôi con lúc còn nhỏ không mệt bằng bây giờ, vì là 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là em phải gọi nó dậy để xin nó đái, rất là tội, nhất là mùa đông. Em cũng cho cháu uống rất là nhiều thuốc, kể cả đi bắt mạch, kể cả đi khám, dùng đông y tây kết hợp, nhưng mà không được. Con nhà người ta thì một thang thuốc bắc là ok, con nhà em không được dùng đến, như mà có năm em cho cháu dùng đến mười mấy thang, tức là mười mấy ngày á, nhưng không được. Đó là cái lúc mà em gặp cái này, từ lúc cháu uống đến bây giờ các chị có biết không, 2 tuần mà nó đi đái có 2 lần, tức là lúc đấy là cái lúc nó ngủ, tức là mẹ mẹ ngủ cũng cũng là sâu giấc quá, dùng Vili mình ngủ được, ăn được, rồi là da dẻ thì nó có vẻ là nó căng hơn, mặc dù là cái da của em thì nó không 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 bị nám nám như mọi người, nhưng mà nó em cảm thấy là nó căng căng hơn nhiều. Nhà con nhà em thì bây giờ 1 tuần, 2 tuần nay là, tức là nó dùng từ ngày 30 đến 30 tháng 8 đến khoảng mùng 10 tháng 9 là chỉ dùng mỗi Vili, một ngày em chia làm đôi. Lúc đấy là không có Vili và Vinero, không, lúc đấy là chưa có Vitrison. Lúc đấy là cái hàng Vitrison nó hết. Thì khoảng 15 ngày nay thì cháu uống, thì hôm đấy đến giờ thì chỉ đái đêm có 1 lần. Thì em cảm thấy rằng là nếu như con nhà em á, nó dùng hết cái bộ Vili này thì khả năng nó sẽ không còn đái dầm nữa. Đó. Và cái thằng 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 cô em thứ hai á, năm nay nó học lớp 2, thì trước đó năm ngoái á, em đưa cháu đi khám thì nó bị là hạch hạch mạc treo ở thành ruột đó các chị. Cái này thì rất là nhiều trẻ nó bị, và khi uống thì thằng cô nhà em nó đau khoảng tầm 2 phút, nó đau nó khóc luôn á. Nhưng mà từ hôm đấy đến giờ uống thì từ hôm đấy đến giờ uống em cho uống cả bộ luôn thì lại không không bị đau. Và con nhà em thì nói thật với các chị là bảo món gì cũng không ngon, thằng anh thì món gì mẹ nấu cũng ngon, tức là bất kể một món gì nó cũng ăn, chỉ có là phải hạm nó, còn thằng em thì không có món gì ngon,
tức là không muốn ăn á. Thì từ hôm em cho nó uống đến giờ thì đến khoảng độ khoảng tầm 3 4 giờ chiều là nó đã kêu đói. Và cái mồm, nói thật với các chị là nó ăn vặt á, liền mồm luôn. Đó. Và em thấy rằng là cái sản phẩm này nó đã cải thiện được ngay chính ba mẹ con nhà em. Tức là những người trong nhà rồi, nó tốt rồi. Và đến lúc mà thằng cháu nhà em nó đi 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 cắt A đấy, nó đi cắt A về, thì hôm đấy em cũng hỏi chị Nguyệt là tất nhiên về cái sản phẩm Billy thì em cũng cũng tham khảo, nhưng mà chưa thấy ai là cắt Avedan về dùng. Em cũng mạnh dạn cho cháu dùng một ngày 2 lần, cái VOC thì dùng dùng chia đôi làm 2 lần, và Vitisson và Vinero thì dùng hai 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 lần trong ngày. Và đến hôm nay là được hơn 2 tuần, sức khỏe của cháu rất là ok. Chị gái nhà em thì bị bệnh ngứa ngứa kinh niên á, ngứa mề đay á, và đến hôm nay là cũng dùng được khoảng tầm 20 ngày rồi, cũng đỡ rất là nhiều. Thì em, những người dùng cùng em, tất cả những người nhá, có người bị suy giãn tĩnh mạch, nhức mỏi, đêm nằm phải gác chân hay là hạ chân xuống giường, thì bây giờ cái tình trạng đấy nó rất là cải thiện rồi. Em thấy rằng cái sản phẩm này thì đối với tất cả mọi người, chỉ là những người người ta không không dám bỏ tiền ra sử dụng thôi. Chứ nếu như mà tất cả mọi người đều sử dụng cái sản phẩm này á, tốt nhất là sử dụng cái combo á, thì thực sự mà nói là cái thị trường Vili ở quanh chúng ta rất là nhiều. Thị trường sử dụng Vili là nói như chị Hương Yên Thành là đi đâu đụng đến đấy, mình khai thác như thế nào thôi. Còn bản thân em thì em thấy là mình may mắn là vì là bản thân mình trải nghiệm em đến hôm nay là em dùng là 30 mấy ngày rồi, em dùng từ ngày 28 à 23 tháng 8 đó, thì đã hơn 1 tháng. Và đến hôm nay khi trước khi vào Zoom là em đã uống này, và người em vẫn đã còn phản ứng nhé các chị này. Em là một người phản ứng rất là kinh khủng luôn. Nếu như mà người ta mà không không có bản lĩnh á, người ta sẽ rất là sợ. Ngay cả chị Nguyệt cũng cảm thấy là em hơi lạ, mà đúng là lạ thật. Bởi vì là người ta dùng như chị gái nhà em dùng khoảng 1 tuần thì nó cái mẩn đỏ này nó bớt dần đi. Mẹ nhà em thì dùng đến ngày thứ tư thì nó đỡ đi. Ông nội của mấy đứa nhỏ thì đến khoảng tầm ngày thứ 10 là nó bớt dần đi. Nhưng mà em bây giờ đến 30 mấy ngày rồi, gần 40 ngày rồi mà vẫn vẫn đang còn đỏ rất là nhiệt tình như này. Nhưng mà các chị biết không, bởi vì là em hay làm đêm, em thức khuya đấy. Cái thằng 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 cu này là cái thằng 12 tuổi đó các nhỉ, các chị đó, chính cái thằng cu đó đó, chính cái thằng cu đó là thằng thằng cu anh á, là cái thằng mọi người toàn bảo là thằng đái dầm á. Nhưng mà bây giờ nó lên lớp 6 rồi thì cái đó thì mình hạn chế nói, nhưng mà nó cũng 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 cảm thấy là xấu hổ đối với mọi người á. Mà hôm đúng là em gặp cái sản phẩm này thì đúng là một cái giống cái phao cứu hộ đối với mẹ con em. Đó. Thì em cũng rất mong là các chị ở đây thì các chị muốn bán Vili, thì giống như cô Hương nói á, là mình muốn bán Vili thì mình phải chị là người trải nghiệm trước, và muốn mọi người tin thì mình phải là người có những cái phản hồi tích cực, tức là những cái sức khỏe của mình phải có những cái phản ứng tích cực. Thì mọi người dùng á, tức là nhiều người dùng đến ví dụ như là 10 ngày mọi người vẫn ngứa ngứa mà ngứa không ngủ được á, mọi người không dám dùng, nhưng mà mọi không dám đi khám, thì em không nổi mẩn nhá, em nói rằng là chắc chắn là có cái khối u, và tức là cái mình bắt bệnh của người ta thì chắc chắc chắn là người ta có rồi mà người ta không dám dùng. Có một số người là như thế, nhưng mà thực sự mà nói là cái phần khai thác nỗi đau của khách hàng á, thì em khai khai thác triệt để rồi, nhưng mà để chốt sale quay lại thì em vẫn đang còn gặp
một số cái vấn đề. Và nói thật với các chị là cái này em cũng cũng học tập từ chị Trịnh Tuyết rồi là các chị ở trong 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 Zoom này. Em cũng rất là ngưỡng mộ các chị lắm. Ngày đầu em vào em ngưỡng mộ, cực kỳ là ngưỡng mộ. Ngay cả chị Nguyệt em bảo là không biết làm sao mà một tháng chị bán được gần 60 triệu. Em chắc là khoảng tầm là 10 triệu là hết cỡ. Nhưng mà thực sự các chị, mình quyết tâm mình sẽ làm được. Và đó là những cái chia sẻ rất là nó đúng đúng là những cái gì thực tế của em trong cái gần một tháng em tham gia với BCA. Và cũng cảm ơn cái chương trình năm nay em, cảm ơn tất cả mọi người đã là cái đòn sell, đòn bẩy á, để cho em tiếp tục cố gắng và nhìn vào những người như chị Huỳnh Hồng, em Vũ Thảo, rồi chị Trịnh Tuyết và tất cả mọi người ở trong này, em rất là ngưỡng mộ. Và em cũng mong rằng là cái tem của chúng ta càng ngày càng phát triển, càng ngày càng đi lên. Và mỗi khi mọi người có đơn thì cũng rất mong là tất cả mọi người đều là những, chỉ cần một cái comment đấy cả nhà, chỉ cần một cái comment là cái động lực nó từ ở dưới này này mà nó lên tột đỉnh, rất là sướng. Bởi vì sao, cái đơn nhỏ hay là lớn không quan trọng, quan trọng là ngày nào mình cũng có đơn. Và cái khi mà được đồng đội cổ vũ á, là một cái gọi là một cái đòn bẩy để cho mình tiếp tiếp thêm cái năng lượng cho mình. Và cũng chia sẻ với mọi người ngắn ngắn như thế thôi, bởi vì là cái thời gian để cho mọi người tiếp tục và có những cái chia sẻ tiếp theo và có những cái rút kinh nghiệm từ em thì em xin kết thúc cái chia sẻ của em ở đây ạ. Cảm ơn câu chuyện chia sẻ của chị Thơ. Mọi người thấy Vlive có tuyệt vời không ạ? Và thấy rằng là chị Thơ rằng là có duyên với Vlive và bây giờ sẽ là sẽ chuẩn bị đạt danh hiệu là Thánh Vlive ở trong VC đúng không ạ? Và mọi người không biết là các anh chị có câu hỏi nào cho chị Minh Thơ không ạ? Anh chị cả nhà mình có câu hỏi nào hỏi chị Minh Thơ không ạ? Còn 2 ngày nữa. Kịp không? Kịp không Thảo? Em cảm ơn chị Trịnh Cho Tuyết. chị hỏi tí, chào chào cả nhà, chào Minh Thơ. Minh Thơ ơi, cho Dạ. chị hỏi, chị có một khách hàng mà cũng là người thân, bây giờ ông ấy bị đau đau tức là cái đau tiền đình nhé, Dạ. tức là đang làm anh chú đấy, mình gọi là chú nhưng mà đang rất là ít tuổi, mới sinh năm 91 92 thôi, mà đi làm tức là bị đau, gọi là đau kinh niên rồi, đau lâu lắm rồi, đau lâu rất là lâu rồi, nhưng mà mình cũng có chia sẻ về cái Vili, nhưng mà cũng cũng đang cái tâm trạng trạng thái như kiểu là sợ thực phẩm chức năng đấy, nên là cũng không biết mình tiếp cận như thế nào được nhà Vili, cho mình cho chị xin cái em đã em cũng cái tư dạng tương tự như em ấy, cũng là kiểu là đau lắm mà đang làm mà tự nhiên cứ phải là vào nằm khoảng 30 phút thì mới ngồi lên làm tiếp được. Mà ông cũng đi chữa rất là nhiều nơi, nhưng mà đến khi mình biết đến cái này mình chia sẻ thì ông không tiếp nhận. Ông cứ kiểu là cứ đang đang còn cái khoảng cách là thực phẩm chức năng vào người là nó như thế nào ấy. Thì chị thấy em chia sẻ về cái trường hợp của em thì chị thấy nó tương tự như vậy, thì bây giờ chị nên tư vấn với chú và tiếp cận với chú như thế nào để cho chú có thể là chú uống thử một gói VOC thôi, nhưng mà rất là khó. Cái trường hợp của chị á giống giống như của em, cái cách đây khoảng tầm hơn 20 ngày đó, là chính bác bác ruột nhà em á, bác ruột nhà em là bị đang điều trị. Tức là thực thực sự mà nói, ta phải nói thẳng với nhau là khi mà bác sĩ đến điều trị á là người ta chỉ có giảm đau là chính thôi, đúng không ạ? Đúng rồi.
Kể cả cái B12 người ta bảo là vitamin, thực ra em nói với các chị nhá, đó chỉ là thuốc giảm đau thôi. Nó giảm đau mạnh hay là nhẹ thôi. Thử nghe Cái tí. sri nữa. Đó. Thì em tiếp cận với bác nhà em là như thế này. Thì hôm đấy là trước hôm đấy là em qua nhà thì bác nhà em thì thể thấp huyết áp giống em, tức là huyết áp không bao giờ lên được 101, cái nào cũng khoảng tầm 80-90, mà cái đợt ốm này là bác cứ khoảng tầm 90 đổ xuống, không lên được 100 đâu. Thế là bác đang điều trị thì em bảo là được rồi, bác có tin con hay không? Nếu mà bác tin, bản thân con là giống hệt như bác luôn, nếu bác tin thì sáng ngày mai con sẽ cho bác dùng một gói. Lúc đấy bác nhà em thực sự các ông khoảng tầm 70 tuổi, hơn 70 tuổi rồi, thì nói thật với cái chị là còn khó nói hơn là cái anh thanh niên sinh năm chín mấy đó. Thì chị phải, tức là cái nỗi đau của người ta là đang đau đúng không? Đang đau và đang tìm cái giải pháp như thế nào, tìm được cái gì đó nó giảm đau nhanh. Nhưng mà đối với trường hợp của chị thì theo em như này, chị chia sẻ xong rồi thì chị bảo là thôi thì bây giờ chú thử uống đi, không uống một gói thì nửa gói cũng được, nửa gói cũng được, còn nếu mà chết là chị chết rồi, tức là bản thân chị đã dùng rồi hay là bản thân cháu đã dùng rồi thì cháu dùng, tức là hay là lúc đấy chị lắc uống cùng với chú luôn, chỉ cần nửa gói thôi chị ơi. Đối với những người đã tức là bị lâu năm á, có thể là tức là nhiều tuổi hay không nhiều tuổi không quan trọng nhá, chị chỉ cần cho người ta uống nửa gói thôi là em thấy là nó đã có hiệu quả rồi. Đối với những người đã không tin thì không nên cho một gói, bởi vì một gói vào, em nói thật với chị, lúc đầu tiên em dùng á, nó khoảng tầm 3 phút là nó chạy, cả người giống như có một cái luồng điện ở trong á, nó chạy rất là sợ. Nếu những người đó mà bị như em mà người ta uống như thế là khả năng là người ta out luôn, không dùng nữa, mình chỉ Sợ cho nửa sợ gói thôi. Sợ đó, cái tâm lý của người ta là muốn khỏe khỏi bệnh nhưng mà không không dám sử dụng. Thì chị chỉ cần chị chia sẻ rằng là chú thử dùng cái VOC này, và đây là cái thực nó là thực phẩm chức năng, và nó là cái thực phẩm chức năng duy nhất có thể đưa oxy vào chị cơ cũng thể của giải chúng thích ta. nha, cũng cũng rất là cặn kẽ, cũng rất là gọi là chu đáo, rồi cả chồng chị uống để sang để mời chào chú uống nhưng không uống đâu, mà Tức cứ là mang cái đau ở trong người, cứ đeo đẳng cái đau suốt cả mấy năm trời như vậy tức là thì khi chị không uống, hiểu người là người người ta có thấy chị uống hay không? Người ta đã có thấy tức là à? chị mang cả sang chị mời, nhưng mà người ta vẫn cứ có cái khoảng cách là người ta sợ nó như thế nào đấy vào cơ thể người ta, nhưng chị đưa hết bằng chứng, đưa hết các cái gọi là cái feedback, gọi là những cái mà cực kỳ là hữu ích như chị Hương nói đấy, thì để cho chú đỡ đau đi, nhưng chú cứ lắc đầu, chú cứ bảo để từ từ đã, thì có nghĩa là chú từ chối mình thôi. Vâng, thì nói thật với chị là cái trường hợp của chú nhà chị nó ở trên thị trường nó đầy luôn, nhưng mà cái những khách hàng của em thì em đi bằng cái những cái gần gũi nhất, là mình chia sẻ như thế thì người ta tiếp nhận. Nhưng đối với trường hợp như chú nhà chị thì nếu như mà mình đi những cái cách đấy mà vẫn không tiếp nhận được á, thì thực sự là nói là người ta không muốn sử dụng thực phẩm chức năng, bởi vì người ta Chị đang nghĩ sợ, là người ta cái tâm đúng. lý là người ta sợ, và người ta bảo là thực phẩm chức năng thì phải là dùng thường xuyên thì mới có hiệu quả, rồi là bây giờ mình phải dùng cả đời, rồi là thực phẩm chức năng thì nó lừa cho, đúng không? Chính xác, Những đó những cái cái tư tâm lý tưởng đấy là nó đó nằm ở trong đó. đấy Thì em thì may mắn hơn các chị một chút, đó là bản thân em nằm một, tức là mình đau đến cái mức mà mình phải nằm ở nhà đến 2 tuần, thì mọi người, cái bản thân em trải nghiệm thì nó dễ hơn. Nhưng mà đối với cái trường hợp này thì đúng thật là ở đây các chị có ai có cao kiến gì không, chứ đối với em là em chia sẻ như thế thì mọi người tiếp nhận, có ba bốn người là người ta tiếp nhận như thế,
Nhưng mà cái ông chủ nhà chị nó lại không tiếp nhận thì đúng là hơi hơi cá tính nhất, hơi cá tính, Mà không phải là bản cá thân tính chị nữa, đây, rất là khó. chị cũng rất là nhiều bệnh, mà đặc trưng nhất là bệnh khớp. Thì chị uống thì nó chuyển biến rất là rõ rệt, chú cũng biết. Nhưng mà Dạ. không hiểu tại sao chú lại 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 có cái khoảng cách giữa là cái thực phẩm chức năng với cả là chú không cho vào cơ thể mình để thử thử nghiệm xem như thế nào. Thì mình đang còn phải Thì nghiên cứu sâu sâu về cái vấn đề đó. em nghĩ là bây giờ chỉ cần là thôi, bây giờ chú uống nửa gói với cháu thôi, hai chú cháu cùng uống, còn tội vạ đâu cháu chịu. Tức là mình làm cái cú liều á cuối cùng, chỉ còn cái cú liều cuối cùng thôi, biết đâu người ta lại, có thể là mình đây là cháu, chú uống cái này không phải là để cháu bán lấy tiền đâu, cháu không được một cái gì đây. Ví dụ chú uống có thể là cháu mất gói này luôn, tức là mình để cho người ta biết rằng là mình chỉ là chia Đúng rồi, sẻ với người chị ta cũng thôi cũng làm đó. các cái phương án đấy, bảo chú cứ uống đi, cháu mời chú chứ cháu không không phải là người người đi giới thiệu sản phẩm hay cái gì cả. Cháu rất là muốn chú khỏi bệnh để cháu làm cái bằng chứng để cháu còn sử còn còn giới thiệu cho người khác nữa, nhưng mà chú không, nhất quyết là không, Quyết là không. từ lâu lắm rồi, 2 tháng nay rồi nhưng mà vẫn Ồ, không tài nào để mà cả rất con là trai. khó khổ trai. Con sáu này. Con này. Dạ. Đúng là ở trong room mình có chị nào có cao kiến chứ. Em thấy là nếu như mà, đúng rồi, ở đây chị Diệu, Diệu Nguyễn. Tức là cái lúc nãy em đã chia sẻ trước á, là mình không quá vồ vập, mình bán hàng cái kiểu là lúc nãy em bảo là mọi người bảo là Minh Thơ bán hàng giống như kiểu mà không cần khách hàng, bất cần đời, Kiều ấy, cứ kiều kêu đấy, tức kiều là mình giới thiệu rồi kiều ở thì thôi, không không dùng thì thôi, bởi vì đó là nỗi đau của mình mà mình không không bản thân mình không không sử dụng thì mình thôi kệ, đúng không? Nhưng mà lâu lâu quay lại, dạo này thế nào rồi, có đỡ không? Thì đấy, vẫn cứ thì đau. đó là một một cái kinh nghiệm của người bán hàng. Em thì thực sự mà nói là với các chị là em bán hàng em không không phải là em vồ vập quá đâu đó. Thì cái như lúc em sau một ngày cái quân sau ghế đấy, một ngày em vào Laco đó, vào cái mỹ phẩm Laco các chị, một ngày em mời được gần 10 triệu mà, em chốt gần 10 triệu mà, thì Duyên. mình cũng chỉ mời thôi, mình cũng chỉ mời người ta thôi. À, bây giờ á, em đầu quân xong BCA á, bên Laco cũng tiếc lắm, ngày nào mấy bot cũng nhắn tin này kia, nhưng mà mình cũng bảo là bây giờ chỉ bán như thế thôi. Chứ thực ra nói thật với các chị á, nếu mà mình ôm hàng á, bên này thì mình phải ôm hàng, rõ ràng là như thế. Mà ôm hàng một tháng mà ví dụ mình lấy doanh thu 80 triệu một tháng á, thì ôm ôm gọi là ôm chết luôn, 80 triệu mình nằm chết đó thì mình mới được giá nó ok một chút á. Nhưng mà bán như thế thì mình chết, mà bao nhiêu tiền lời để mình tiêu hết, không còn, tức là có lời nhưng mà là trong tài khoản của mình không có đồng nào. Thì em thấy là một cái bên BCA thì có một cái mô hình trả thưởng nó rất là ok, ngày nào cũng nhìn vào cái hoa hồng là mình có cái động lực để mình chiến thôi. À, lâu lâu lại khoe một số, gọi là một số nhân tố thèm tiền á mà không dám làm á, lâu lâu mình khoe tí, thích làm thì vào làm. Đối với những người là ấy đấy. Em cũng có cái trang fanpage bán Vili, rồi cũng có trang fanpage bán áo khoác nắng. Em là một cũng khoe với mọi người một chút là một nếu mà một mùa hè của em mà không dịch á, em bán khoảng tầm vài trăm cái áo khoác nắng là bán lẻ thôi, không phải bỏ xỉ đâu, bán lẻ một ngày thì cứ tầm khoảng em chỉ bán 2 tháng thôi, còn bắt đầu từ tháng 3, tháng 4 mà căng lắm là đến tháng 5. Em bán khoảng tầm 300 cái áo khoác nắng. Mùa dịch này là em bán khoảng tầm 300 cái áo khoác nắng. Đấy, thì mọi người bảo là thôi bây giờ mua ở đâu không không cần biết, mà cứ mua Minh Thơ là tại vì mình chấp nhận một đổi một mà. Có lỗi là đổi. Mọi người không không làm như thế đâu cả nhà. Nhiều người người ta bán hàng á, người ta không có tâm, chỉ được một lần thôi.
Nhưng mà em thì ví dụ như là chấp nhận ngày ngày trước một quả bưởi Phúc Trạch á khoảng tầm 5-70 nghìn, nếu mà úng đổi luôn coi như là cái chuyến đấy mình mất lời, 10 quả em cũng đổi, rất là ok, nên là mọi người á rất là tin tưởng, nên là em nghĩ là mọi người cứ chia sẻ tận tâm thì khách hàng sẽ dần dần người ta sẽ tin tưởng và đặt niềm tin vào mình. Còn cái trường hợp của chị thì đúng là em cũng thấy hơi căng, bởi vì là em cũng gặp mấy người như thế, nhưng mà theo cái cách chia sẻ của em thì mọi người tiếp nhận. Nhưng mà của Rồi, chị chị cảm